Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất công ích do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý để thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn huyện Văn Giang cơ bản hoàn thành. Hiện huyện Văn Giang đang nỗ lực triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với đất ở và tài sản gắn liền với đất. Qua ghi nhận, việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng được nhân dân đồng thuận cao. Là một hộ gia đình có đất ở và tài sản trên đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đường vành đai 4, hộ anh Trường ở đội 10 thôn Nhạn Tháp xã Bế Sở cùng đông đảo hộ dân trong xã đã đồng tình nhất trí cao với chủ trương của nhà nước. Cách đây 15 năm, gia đình anh cũng đã một lần di chuyển nhà để xây dựng đường điện 500 kV đoạn qua địa bàn xã, và lần này cũng vậy, nhận thức được tầm quan trọng của dự án, gia đình anh đồng thuận cao và phối hợp nhiệt tình với các tổ công tác trong việc thực hiện kiểm kê đất và tài sản trên đất. Em cũng giống như là các hộ dân ở đây thôi, thì mọi cái chủ trương của Đảng và Chính phủ đưa ra thì sẽ chấp thuận và đồng ý để làm sao mà cái tiến độ công trình xây dựng một cách sớm nhất. Hôm nay thì nhà em cũng là người nó cũng gần cuối cùng là kiểm kê rà soát tài sản. Trong những ngày qua, mặc dù thời tiết mưa nhiều nhưng ba tổ công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 huyện Văn Giang vẫn hàng ngày có mặt tại các hộ dân có đất nằm trong phạm vi của dự án để kiểm kê đất và các tài sản trên đất. Qua 3 ngày đầu tháng 8, ở xã Mễ Sở, các tổ công tác đã kiểm kê được 52 ngôi nhà trên 82 thửa đất thổ cư. Trước đó đã kiểm kê xong 44 trên 44 ngôi nhà và đất thổ cư ở xã Thắng Lợi. Hôm nay là ngày thứ 3, chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để cùng kết hợp với ban, với lại phòng để chia ra các tổ để đi kiểm đếm các cái gia đình phải tái định cư. Chúng tôi cũng mong rằng làm sao mà đảm bảo được cái chung cho nhân dân, quyền lợi của nhân dân, nhưng phải theo quy định của pháp luật. Qua các hộ thì chúng tôi nắm bắt được là các hộ rất là đồng tình ủng hộ với cái chủ trương của Đảng và Nhà nước vành đai 4 chạy qua địa bàn xã Mễ Sở. Toàn hệ thống chính trị đang tập trung chỉ đạo tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của người dân để bắt đầu tiến hành kiểm kê đối với nhà ở. Thì đối với xã Thắng Lợi là đã kiểm kê xong đối với 44 trên 44 hộ gia đình có nhà ở, đang tiến hành lập phương án. Từ ngày 31 tháng 7 đến hôm nay là 3 hôm rồi thì đang tập trung vào kiểm kê đối với nhà ở tại xã Mễ Sở. Người dân là đang hợp tác thực hiện rất tốt đối với việc kiểm kê, dẫn đến là cái kết quả là đạt rất là khả quan. Huyện Văn Giang có tổng diện tích đất ở và đất giao không đúng thẩm quyền nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 là hơn 190 thửa với hơn 450 hộ gia đình, diện tích gần 8 ha. Hiện nay công tác kiểm kê đang được ban giải phóng mặt bằng huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã nơi có dự án đi qua đang nỗ lực thực hiện. Cùng với công tác kiểm kê, huyện Văn Giang sẽ tiến hành xét duyệt nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ công khai phương án thẩm định phê duyệt, dự kiến hoàn thành chi trả trước ngày 31 tháng 10 năm 2023.